Chào mừng các bạn đã đến với Người Gò Công nha. Đi về Rạch Già Tân Phước nha. Sẽ lên đường đi bà con tại Tân Phước. Theo chương mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn lên coi mấy anh em mình bơm nước vô chiếc xe lăn này nha. Chiếc xe lăn số số mấy này? Số 4 nha. Đây thầy Út được cướp Người Gò Công nha các bạn. Đây cái thùng mình bơm gần đầy này nè. Trời ơi trời, có bà chị nào nữa đây vậy? Chào chị, đưa tay lên chào anh ơi. Cảm ơn chị hỗ trợ giúp đỡ mình nha. Alo các bạn ơi, hôm nay mấy anh em mình tiếp tục nha. 500 anh em 5 chiếc xe lam sẽ lên đường đi về xã Tân Phước. Thành già xã Tân Phước nha. Tân Phước luôn, xuống Tân Phước luôn. Mình đi đến đó rồi mình tới bà con là các bạn nha. Rồi mình đi tới các bạn theo nè. Điểm danh từng em nha các bạn. Chơi qua. Chào các bạn đi. Đây là về bước 5 nha. Chào các bạn ơi. Ok, chơi cái đó nha các bạn. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ lên đường đi về Rạch Già. Đã thân thua nha các bạn. Ok. Ok, bây giờ mấy anh em mình lên đường nè. Chia được nhiều, chia sẻ bớt cho nhiều bà con hơn. Bây giờ mấy anh em mình đang có mặt tại chợ Gia Thuận nè. Mình đang đợi chiếc xe lam lên kia lên đi chung luôn. Ok mình thấy rồi. Giờ chúng ta thẳng tiến về hướng này là đi về chợ Rạch Già nha. Ok lên được các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, hai chiếc xe lam của mấy anh em mình tới rồi. Bây giờ bà con đang xếp hàng can ngay hàng hàng lối, vui quá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bơm vô nước cho bà con nha. Hai chiếc xe của mình chở chắc được khoảng 4 khối 2 4 khối 3, hai cái phi rồi với thêm mấy cái can nữa. Bà con rất là trật tự xếp hàng can ngay hàng hàng lối các bạn, không có chen lấn gì. Tới lượt của mình bà con cứ lấy can. Đây là mình quay từ hướng phía sau nè các bạn. Cô để con cầm nha. Để con cầm. Con ơi để cô làm cho con nghỉ đi cô. Để. Con nghỉ đi để cô làm cho. Thấy bà con. Bà con. Con để vô đây. Mình muốn phụ bà con cô để cô cũng thấy vui quá. Đây là con khỏi lo đi, không có gây lộn gây lậu có gì á. Giờ tránh á. Các bạn ơi. Mấy anh em mình tới mình đứng từ xa nha, cách 2 mét nha. Bây giờ Rạch Già là gì, thật sự mình trong đời cũng chưa biết Rạch Già là cái gì á. Mình nghe nói mình tới chứ không biết. Bây giờ mình sẽ vô mình tìm hiểu, mình hỏi một cô lớn tuổi Rạch Già là gì, cô sẽ nói cho mình biết nha. Các bạn hãy chứng minh nha. Già ta mới để là ta mới là Rạch Già. Cái già là cái gì chú? Cái già cái nước á, như cái nước thì cái già nó nằm trên gò, cái nước nằm dưới mấy rạch đó. Cái đứa có già, mấy người nói vậy là mấy người lên mạng mấy người ấy tao biết rồi. Là rạch già là cái vậy đó hả chú? Đúng rồi, ý nghĩa nó vậy đó. Có nghĩa là cái vùng đây hồi đó cây già cái đứa có nghĩa là nước mặn không chứ đâu có nước ngọt. Ở đây gần mà. Cái đó đặt hồi xưa đến giờ. Ở đây con chạy vô 2 cây số nữa là tới biển sông Sài Lạc. Đây vô bụng biển thì sông Sài Lạc. Vậy ngày xưa đám lá tối trời là ở đây hả con? Đúng đúng. Đám lá tối trời là ở góc phía bên này. Góc bên ngay chỗ đường Hoa Kinh nè. Dạ. Kiểu này là về đám lá tối trời nha các bạn. Góc qua ngay chỗ Kinh á. Nay mai mình sẽ đến đó mình sẽ cho các bạn xem. Có đám lá có tối trời không nha. Đám lá là hồi đó đám lá. Cũng như là xã Tân Phước ấp 3 số Mau. Cô biết không? Dạ. Là ở đây là vùng sâu vùng xa là cuối đường, thành ra là không có ai tài trợ hết. Bây giờ nhà mạnh thường quân tới để giúp đỡ cho cái số nghèo này. Cái đó điều đó rất là cô mang ơn là những nhà
tài trợ và mạnh thường quân để giúp đỡ cho cái số người vùng sâu vùng xa này đó. Cô cảm ơn đó, những ngày nào đó thì trời chưa mưa thì mạnh thường quân giúp đỡ dùng cái số nghèo này, chứ ngoài kia lúc nào cũng có nước đó, còn trong cái này sinh xong nó còn thấy không còn không ai vô đây đó, rồi. À, cô nói con như cứ lạc quan nha cô. Đó, một miếng khi đói bằng một gói khi no, ba một cây làm chẳng nên lo, mà ba cây dụng đợi mới thành hòn núi cao. Quan hô cho cô chạy dấu tay các bạn ơi. Thái đồn đá lát lá lát bầm lá te, đó là mới là nghĩa tình, con hiểu không? Nhân dân mình ở đây khổ, đó con phải biết. Dạ. Con phải yêu thương nhau, mà mãi mình thay lưng đau cạch với nhau để mình yêu thương, mình giúp đỡ những người dân khó khăn. Cô rất là vui đó các bạn. Bây giờ mình leo lên trên xe lam, mình cho các bạn quay cận cảnh nha. À, leo lên luôn. Tới luôn nha. Đó, các bạn thấy chưa? Mình cũng đi bởi leo này mình thấy á. Con rất là trật tự, có mấy em bé đó nè. Đó, vui vẻ luôn, bà con ai cũng vui. Bây giờ tới khúc này là mình bỏ câu trang nha các bạn. Cái tấm chân tình của bà con đã rách nha. Vui quá. Tôn tiêu quá vui luôn các bạn ơi, cảm ơn bà con rất nhiều nha. Đúng là mình giúp người có người giúp lại mình cho đi mình sẽ nhận lại. Các bạn thấy không, bà con mình ở tại Rạch Già này vô tình vô cùng thân thiện. Mình thấy cả anh ship ngay ngắn, các bạn vô xem nè nha. Mình tận dụng luôn, chắc vô cái show luôn nè các bạn. Không giọt nữa, nó cũng rất là quý trong lúc này. Sẽ chiết ra được khoảng hơn một khoảng chắc 130-140 can á. Bà con đang sử dụng phương tiện chở nước về nhà. Rồi, chúc bà con vui vẻ và bình an trong cuộc sống. Mấy anh em người Gò Công mình là giúp bà con trọng tình trọng lý nghĩa luôn, thấy không? Chị gái này được 4 cạnh. Rồi chị đi 2 tiếng nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mấy anh em người Gò Công mình đã tiếp nước cho bà con xong rồi nè. Bây giờ mấy anh em mình xin phép ở chút lời chúc bà con có cuộc sống vui vẻ là luôn luôn bình an. Bây giờ mình xin phép mình đi nhé. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành với mình. Thôi, video của mình là gửi những giọt nước đến bà con tại Rạch Già cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Mình cũng cảm ơn những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, những cô chú, anh chị và các bạn đã luôn luôn đồng hành với mình và giúp đỡ mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Cảm ơn mấy anh em xe lam rất là nhiều nha, đã hết lòng vì không phải vì mình mà vì nhân dân đem những giọt nước tới này. Cảm ơn các bạn, nhớ đăng ký để xem những video tiếp theo nha.
chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.